Sáng ngày 8 tháng 3, tại trụ sở Tổng cục Quản lý Thị trường, Tổng cục trưởng Trần Hữu Linh đã có buổi gặp mặt các cán bộ nữ đang công tác tại Tổng cục nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng cục trưởng Trần Hữu Linh gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, công chức và người lao động nữ đang công tác tại Tổng cục. Đồng thời, Tổng cục trưởng đánh giá cao và ghi nhận những cống hiến của cán bộ, người lao động nữ toàn cơ quan Tổng cục cũng như trong toàn lực lượng. Nhiều vị trí quan trọng được giao cho phái nữ, điều này chứng tỏ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các cán bộ nữ rất vững vàng. Hơn 3 năm làm việc ở đây, tôi thấy rằng là cái thực sự là cái chất lượng chuyên môn như sự đóng góp của các chị em nữ vào công việc chung của tổng cục là rất là tốt. Và thực sự là tôi rất là tự hào về điều đó. Và với cá nhân tôi cũng như trong ban lãnh đạo tổng cục thì luôn luôn quan tâm và đánh giá một cách rất là công bằng khách quan cái sự đóng góp của chị em nữ vào trong công việc chung. Đáp lại lời chia sẻ của Tổng cục trưởng, đại diện cho tập thể nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bà Vũ Thị Minh Ngọc, quyền vụ trưởng vụ tổng hợp, kế hoạch tài chính cho biết, buổi gặp mặt ngày hôm nay là nguồn động viên giúp chị em vượt qua khó khăn để phát huy, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Cũng trong buổi gặp mặt, Tổng cục trưởng Trần Hữu Linh và Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thanh Bình đại diện gửi tặng lãng hoa chúc mừng ngày 8 tháng 3 cho các cán bộ công chức và người lao động nữ đang công tác tại Tổng cục.